Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Tử vi tuổi Mậu Thân năm 2022, nam mạng sinh năm 1968, tuổi âm lịch 55 tuổi, sao La Hầu chiếu mệnh, mạng thổ gặp mệnh kim là tương khắc, thiên can tuổi Mậu gặp năm nhâm là tương khắc. Thông tin gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 nam mạng. Nam giới sinh năm 1968 cầm tinh con khỉ tuổi Mậu Thân có ngày sinh âm lịch tính từ ngày 29 tháng 1 năm 1968 đến ngày 15 tháng 2 năm 1969 âm lịch. Với thiên can Mậu, địa chi thân mang ý nghĩa là độc lập chi hầu, khỉ độc thân. Ngũ hành thổ, đại trạch thổ có nghĩa là đất nền nhà, tương sinh với hỏa, tương khắc với mộc, cung mệnh nam mạng là cung khôn. Quý ông tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 là người bẩm sinh thông minh, sôi nổi nhưng dễ thay đổi sự nghiệp vì tính tình nhanh chán trường. Nếu bản mệnh là người đang trong thời kỳ phát triển công danh sự nghiệp trong lĩnh vực ngoại giao, sáng chế, khảo cổ, nghiên cứu sẽ rất dễ làm nên nghiệp lớn. Tử vi nam mạng Mậu Thân cho hay, chỉ cần nam mạng sống thực tế, tu tâm dưỡng tính và làm việc vừa tầm khả năng của mình thì công việc đánh đầu thắng đó, giàu sang phú quý hơn người. Vậy, tử vi gia chủ trong năm Nhâm Dần 2022 có thay đổi ra sao về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo? Mời quý bạn theo dõi ở bài viết sau đây. Xem tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm 2022 tổng quan. Xét về tử vi tổng quan năm 2022 của nam mạng tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, mọi luận đoán đều dựa vào các yếu tố như ngũ hành bản mệnh, can, chi, hạn tuổi, vận niên hay sao chiếu mệnh. Năm Nhâm Dần 2022 là năm con hổ theo mệnh kim. Bản mệnh của Mậu Thân sinh năm 1968 thuộc thổ, gặp mệnh kim là tương khắc theo ngũ hành. Địa chi thân gặp dần là lục xung, không tốt. Thiên can Mậu gặp nhâm là tương khắc. Với những tham vọng và mưu cầu cao, quý ông Mậu Thân trong năm 2022 dễ nằm trong ánh hào quang mà không định hình được thực tế, thường tìm đến sự an tĩnh chốn cửa Phật để chiêm nghiệm. Đặc biệt, trong năm nay, cần chú ý đến cách đối xử với mọi người xung quanh để tránh mất đi hỏa khí trong gia đình, công việc. Năm 2022, nam mạng Mậu Thân sinh năm 1968 bị ảnh hưởng bởi sao La Hầu và hạn Tam Kheo, chủ về tiền bạc và sức khỏe, cần cẩn trọng ở hai mặt này. Luận giải tử vi năm 2022 tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trên các phương diện. 1. Công việc, sự nghiệp. Sự nghiệp của bản mệnh trong năm 2022 có phần chậm tiến triển, không nên xuất phát đầu tư lớn vào năm nay sẽ khó đạt được như ý muốn. Tuy nhiên, mệnh chủ nếu biết cẩn trọng, tính toán sẽ giảm thiểu được nhiều rủi ro trong kinh doanh. 2. Tài chính. Con đường tài lộc trong năm nay không mấy hanh thông, nam mạng tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 cần thận trọng trong vấn đề đầu tư tiền bạc, cần lên kế hoạch cụ thể để đề phòng thua lỗ, khó hồi vốn. 3. Tình duyên, gia đạo. Mặt tình cảm, gia đạo trong năm dễ xảy ra mâu thuẫn, bất đồng ý kiến trong gia đình, cần cởi mở trong suy nghĩ và bao dung với những người trong gia đình hơn. 4. Sức khỏe. Sức khỏe của bản mệnh trong năm có phần hơi giảm sút vì những biểu hiện của người lớn tuổi, đa phần liên quan đến huyết áp. Quý ông nên dành thời gian khám sức khỏe định kỳ, thường xuyên tập thể dục và lưu ý chế độ sinh hoạt, ăn uống của chính mình. Xem sao hạn của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm 2022. Mời quý bạn cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về vận hạn của nam mạng tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm 2022. 1. Sao chiếu mạng. Sao chiếu mệnh là hầu là khẩu thiệt tinh, mạng thuộc hành kim, tương khắc với bản mệnh thuộc hành thổ. Vào tháng 1 và tháng 7 âm lịch, cần hết sức cẩn trọng trong vấn đề xuất tiền bạc, lời nói cần cẩn trọng, có tính toán để tránh gặp phải chuyện thị phi. Trên hết, bạn mệnh cần lưu ý các bệnh về huyết áp, mạch máu. 2.
hạn tuổi. Hạn tam kheo chủ về sức khỏe, bệnh xương khớp. Do vậy, bạn mệnh nên tránh nơi đông người, tránh kích động khi gặp mâu thuẫn, tránh xô xát. Chủ mệnh cần bình tĩnh, nhẫn nhịn, tránh xa những lời đàm tiếu mang tính kích động để tránh xảy ra những điều rắc rối trong cuộc sống. 3. Tứ chủ thiên hư địa tam tai. Nam mạng tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 âm lịch trong năm nay nên cẩn thận trong việc xuất tiền kinh doanh trong làm ăn, cần tính toán cẩn trọng tránh thua lỗ. Gia đạo nên dùng lời nói nhỏ nhẹ, sức khỏe cần tránh lo nghĩ, điều chỉnh lối sống khỏe mạnh hơn. 4. Vận niên dương hồi ngàn, dê về núi. Vận niên trong năm ý chỉ mọi sự yên vui, gặp được nhiều bạn tốt và may mắn, gia đạo có thêm niềm vui, tài lộc dồi dào. Nếu bạn mệnh có tâm tính biết nhẫn nhịn, kiềm chế thì công danh sự nghiệp thuận lợi lâu dài. 5. Mậu hợp tuổi. Dù nam mạng tuổi Mậu Thân thuộc hành thổ nhưng bị sao La Hầu chiếu mệnh nên dùng họa khắc chế, đó là các màu đỏ, hồng, tím. 6. Hướng xuất hành. Nam mạng tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 thuộc cung Khôn, Tây tứ mệnh nên chọn các hướng xuất hành cát lợi như sau: Đông Bắc sinh khí, Tây Bắc diên niên, Tây thiên y, Tây Nam phục vị. 7. Hóa giải sao hạn. Từ xưa người đời hay dâng sao giải hạn nếu vận hạn không được như ý. Tuy nhiên, khuyến khích bạn mệnh nên mang tâm thái cởi mở và tu tâm dưỡng tính thì mọi chuyện đều bình an, hòa hảo. Nam mạng Mậu Thân sinh năm 1968 cần tu tâm dưỡng tính, làm nhiều việc thiện, luyện tập thể dục thể thao hoặc có thể áp dụng phong thủy trong gia đình. Đối với những lời khích bác, thị phi, mọi sự hóa hư vô, không nên bận tâm để trong lòng không vui. Hãy cho rằng họ chỉ có ý đùa và không bận tâm đến. 8. Vật phẩm phong thủy. Trong năm 2022, để ngăn chặn những vận xui rủi quấn thân, quý vị nên sử dụng vòng tay đá phong thủy hoặc đeo Phật bản mệnh. Những vật phẩm này có tác dụng cải thiện vận khí cho chủ nhân, gia tăng sự may mắn trong công việc và tiến tới thành công. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 được Phật Như Lai Đại Nhật hộ mệnh, mang mặt Phật bản mệnh Như Lai Đại Nhật bên mình, tựa như có lá bùa may mắn trong tay, giúp thân chủ an nhiên tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc để tiến tới thành công. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 mệnh thổ nên chọn mặt Phật làm từ đá mắt hổ vàng nâu thuộc hành thổ là hợp với bạn mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá mã não đỏ thuộc hành hỏa, vì hỏa sinh thổ cũng rất tốt cho bản mệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.